Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đã đến thăm và chúc Tết Hội tù yêu nước và một số đơn vị nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Đến thăm Hội tù yêu nước thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn bày tỏ lòng tri ân trước những cống hiến hy sinh của các thế hệ hội viên Hội tù yêu nước thành phố đã có nhiều đóng góp cho nền độc lập tự do của dân tộc, đồng thời mong rằng Hội tù yêu nước thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương, động viên giáo dục thế hệ trẻ, lòng tự hào dân tộc, chung tay xây dựng Đà Nẵng ngày càng vững mạnh. Nhân dịp Tết của truyền dân tộc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn gửi lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, bình an, hạnh phúc đến tất cả cán bộ hội viên của hội đến thăm và chúc Tết công ty cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Trần Phước Sơn ghi nhận biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo cán bộ người lao động của công ty cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng đã có những công hiến thầm lặng giữ cho từng con đường góc phố của Đà Nẵng luôn sạch đẹp, tươm tất. Nhân dịp Tết Nguyên đáng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp, chúc tập thể lãnh đạo cán bộ người lao động của công ty cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đã đến thăm và chúc Tết Bệnh viện Quân Y 17 và Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác điều trị khám chữa bệnh của tập thể lãnh đạo y bác sĩ tại các đơn vị. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố khẳng định sức khỏe là vốn quý của toàn dân chính vì vậy đội ngũ y bác sĩ tại các cơ sở y tế cần tiếp tục phát huy tốt chuyên môn đảm bảo nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe tốt cho nhân dân đặc biệt chủ động sẵn sàng mọi mặt đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh công tác trực ban cấp cứu khám chữa bệnh phục vụ tốt nhất cho người bệnh trong dịp tết đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân Trước thềm Xuân Giáp Thìn 2024, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn tặng quà động viên và chúc đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế luôn dồi dào sức khỏe, bình an và vững tâm với nghề, góp phần cho sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng.